Ngày 21 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Trọng, 29 tuổi, trú quận Hải Châu, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida về hành vi vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người. Vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2021, bất chấp các quy định về phòng chống dịch, Trọng tổ chức cuộc họp có sự tham gia của trên 30 nhân viên thuộc công ty và yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang, hô to các mục tiêu của công ty. Sau cuộc họp này, dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại công ty Amida, làm 65 người nhiễm COVID-19, dẫn đến thành phố phải tiêu tốn hơn 7 tỷ đồng để phục vụ cho quá trình truy vết, cách ly, điều trị cho các bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này.